Vâng, ở đằng kia thì tôi đã bố trí cái những cái màu xanh đỏ đấy ạ. Thì là những cái vị trí đấy là cái vị trí nhận bóng của các cầu thủ mà có thể đánh đầu hoặc là có thể nhận bóng từ biên. Và sau đây thì tôi sẽ làm một video tạt bóng từ biên ạ. Cháu ơi, một số bạn hỗ trợ thì là tôi sẽ làm video tạt bóng. Đấy, tạt bóng từ biên. Đây để chú ý xem ở chỗ nào. Vâng, ở đây có thể nhìn thấy bóng ạ. Bây giờ tôi sẽ ném nhẹ nhàng bóng cho bạn này để bạn có thể đá quả bóng nhẹ nhàng nhất. Cháu ra chỉ cần lăn nhẹ. Cho đá chéo đây. Bây giờ chú sẽ lăn nhẹ quả bóng và cháu tạt vào trong kia nhá. Tạt đúng vào cái trong đấy thôi. Cháu đứng thẳng đây đi. Vâng, một bạn này sẽ chạy và sẽ tạt bóng thật nhẹ nhàng vào cái vị trí mà có một đồng đội nhận. Đây là một bài tập, nghĩa là tôi sẽ chia sẻ với các bạn là đá thật nhẹ nhàng thôi, không cần phải là mạnh lắm. Khoảng cách nó khoảng 15m đến 20m rồi. Bây giờ tôi sẽ làm thử nhá. Đó, chạy ra ngoài rồi. Đó. Đá rất nhẹ nhàng. Bây giờ tôi sẽ ném bóng cho các bạn trẻ để các bạn có thể lật vào. Cháu chuẩn bị chạy nhá. Đến điểm này bắt đầu cháu tạt vào trong nhá. Ơ nhưng mà cháu thuật thức trái. Thức trái à? Tạt thì thức trái đi, tập cho quen đi. Vâng, bây giờ tôi sẽ ném bóng để cho các bạn tạt bóng. Tôi phải bố trí vị trí để các bạn chạy. Vâng, chuẩn bị nhá. Đạt rất nhẹ nhàng, chuẩn bị là coi như là cháu đang lật, đang chạy tạt biên đấy. Nào, nhá. Đấy, chưa chuẩn xác đúng không? Bóng lăn rất là nhẹ. Ui, vừa lên được đúng không? Không cần phải bắp cổ làm gì cả. Không cần phải bắp cổ làm gì cả. Đá rất nhẹ nhàng này. Rồi, cháu cứ từ từ ra. Cháu đã đổ máy. Ai nghi này. Không, có thể được. Các bạn có thể nhận bóng. Chuẩn bị hợp, quả bóng này hơi nặng. Bóng vào bóng kia không? Bây giờ chúng sẽ làm chéo nhá. Thế phải đứng chéo này. Đá rất là nhẹ nhàng thôi. Chân đá này à. Đó, tạt rất tốt. Đá nhẹ nhàng thôi, không cần gì. Đá ơi. Ném nhiều bóng ra cho mấy thằng đá vào. Bóng hết đâu rồi, tiếp đi. Tiếp nước chuyền ném quả số 4 này. bốn phút rồi. Bây giờ đá vào cái bóng nhận bóng đá quá xa.
không lên máy hơi hơi tối đá ba được chính xác nhưng chưa là bỏ. Các bạn có thể xem tôi thực hành nhá, cháu ném nhẹ bóng chú có một đường ban ngoài biên này để chú chạy ra chú ba chạy bóng. Đó. Là chạy trước bóng này, nhìn bóng này quan sát này. Đứng. Là. Đá rất nhẹ nhàng thôi nào. Đưa. À chuẩn bị đây, chuẩn bị tạt đây. Nhẹ nhàng thôi. Đó, tốt. Nào. Đưa bóng xuống. Xôi ơi. Nó lại đi. Chất. Lạc cố gắng dẻo vào. À, chuẩn bị ra. Đó, được không? À, tạt vào trong. Ừ, tạt vào trong này. Tạt vào trong này. À, chuẩn bị ra. À. Xác vào đấy, thủ môn người ta bắt mất rồi. Đứng ăn cực xuống đấy. Bạn chính xác của bạn đấy nhá. Đấy. Câu hỏi lắm bên này. Khoảng cách này là tôi chia sẻ với các bạn là tập từ cái khoảng cách rất là ngắn đã, khoảng 10 đến 15 mét. Xong bắt đầu khi mà đã tốt rồi thì chúng ta có thể là tạt xa được từ biên. Từ biên là rất là xa đấy. Một người ném, một người chạy đi. Đấy, một người chuẩn bị sút đi. Nào, ban nào. Nào, chạy. Tốt. Cứ đá đi. Kệ, cứ đá đi. Đây mới gọi là tập.
chứ còn ai mà đá chuẩn rồi nói làm gì. Nào chuẩn bị. Đấy, ta thấy cũng được rồi, chính xác cái bạn kia là được rồi. Nhưng mà cố gắng là bổng lên để người ta đánh đầu nhá. Vào đá luôn đi em. Vào đá luôn. Tập luôn. Đấy, thiếu chính xác chưa? Chưa bổng được đúng không? Cố gắng đưa bổng lên. Đá chỉ cần nhẹ nhàng thôi đã, không cần phải mắm môi mắm lợi làm gì cả. Cứ đá đúng động tác được, à, đá nhẹ nhàng thôi. Đấy, quả bóng này hơi nặng. Đá ban vào cái bạn ở giữa kìa. Bây giờ chú ra chú nhận bóng nhá. Cố gắng ban vào nhá. Bóng này không được rồi. Đấy, chú đi ngay vậy á. Không được đi qua bên đỏ này à. Hôm nay là một cái video ngắn của tôi. Đây là một cái bài tập rất là thực dụng ngay cả trên sân. Không phải lúc nào cũng hoàn hảo như tất cả các bạn xem ở trên mạng. Đúng ạ? Đây là có người thực việc thực luôn. Và các bạn thấy tạt bóng ấy là chúng ta phải tập dần dần từ động tác nhỏ nhất. Và chúng ta tập theo thời gian thì chúng ta mới có thể tốt được. Vậy các bạn hãy tập ở nhà nhá, tập từ động tác đơn giản thôi. Ông dần dần các bạn mới quen được. Vâng, xin chào các bạn. Đây là một cái chia sẻ rất nhỏ thôi ạ.